Thủ tướng điều động, bổ nhiệm lãnh đạo hai ngân hàng. Cụ thể, tại quyết định số 289 QĐ TTG, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Hoàn, Chủ tịch Công ty Sổ số Điện toán Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Văn Hoàn là tiến sĩ kinh tế, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty Sổ số Điện toán Việt Nam từ tháng 8 năm 2012. Ông Hoàn công tác trong ngành tài chính từ năm 1995 và đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý khác nhau tại cơ quan nghiên cứu, đào tạo và quản lý thuộc Bộ Tài chính như Viện Nghiên cứu Tài chính, Học viện Tài chính, Văn phòng Bộ Tài chính. Tại quyết định số 288 QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội, thay ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã chuyển công tác khác. Ông Ngô Văn Cương sinh ngày 13 tháng 2 năm 1984, quê quán phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển, Kỹ sư xây dựng. Lý luận chính trị cao cấp. Ông Cương là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa 11, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.